dạo trong không khí này thiệt là thích đi. À, thật là mát mẻ, không có khói bụi, không có xe cộ gì hết. Thích ơi là thích vậy đó. Ê, trời đất ơi, làm cái gì mà chạy dữ vậy hả? Ê, ê, mấy đứa, tổ chức đua xe hả? Nè, 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 có chân à. Chị Vân đang xui xẻo thiệt. Mà tại sao mấy đứa lại chạy xe tốc độ cao dữ vậy? Ôi trời, đau, đau cái đầu đi thôi. Chắc là chấn thương sọ não, nhồi máu cơ tim, đau thần kinh tọa, tùm lum bệnh luôn rồi. Cái gì mà chị Vân Trang nói nghe ghê vậy? Mau đưa em đi khám đi. Đốc tôi khỏe, cấp cứu giùm liền đi nè. Ai? Ai? Ai bị gì hả? Đốc tôi khỏe ơi, con đau đầu à. Cải xanh, con đã đi khám chưa? Con khám rồi, bác sĩ bảo con chỉ bị chấn động nhẹ, không ảnh hưởng đến não. Nhưng sao con bị nhức đầu, chóng mặt quá à. Cũng may là không sao á, vậy là còn chữa được. Chào em Lan. Em là Lan Tục Đoạn, Lan là họ của em thôi. Giống như chị Vân Trang thì họ là Nguyễn. Ôi trời đất ơi, biết cả họ Nguyễn của Vân Trang luôn kìa. Nhưng mà Lan Tục Đoạn ơi, làm sao mà có thể chữa được cho cải xanh được? À, bởi vì bạn ấy Supermaster, chuyên giúp những ai bị di chứng sau chấn động não, đau đầu, chóng mặt đó. Vậy mau lại trừ cái cơn đau đầu, chóng mặt giúp mình đi. Không, không là mình chết mất. Thì có gì khó đâu. Nhưng mà bây giờ thì bạn cần phải nuôi một con gà. Ủa, cái này nghe nó bị sai sai làm sao á. Đang bị đau đầu mà bắt đi nuôi gà nữa. Vậy mới là ảo diệu chứ. Đốc tôi khỏe, đốc tôi khỏe, nói thẳng ra luôn đi. Nói dòng do như Lan Tục Đoạn Văn Trang không hiểu gì hết à. Bạn ấy bảo nuôi gà vì để giúp người bị di chứng sau khi chấn động não, đau đầu, chóng mặt thì cần phối hợp Lan Tục Đoạn và trứng gà đó mà. À thôi Văn Trang hiểu rồi, có nghĩa là bắt nuôi con gà xong rồi đợi nó đẻ cái trứng đúng không? Trời ơi, tới lúc đó là nhức nát cái đầu luôn rồi đó. À, nói vậy sao mà hiểu được à? À, cách làm cũng dễ lắm. Chỉ cần lấy 60 gram hoa của Lan Tục Đoạn, hay còn gọi là thạch thiên đào, rồi hầm với một quả trứng gà, hầm lấy nước uống và ăn cả trứng luôn nha. Nhưng nhớ là quả trứng cần phải đâm thủng 10 lỗ kim để cho nước từ lan xinh xinh của em thấm vào trứng nha. Phương Trang thấy là cách này dễ làm quá trời luôn mà. Cải xanh, em ghi nhớ, về nhà làm liền đi nha, để có thể chữa được chứng đau đầu nữa. Em sẽ làm liền. Em đau đầu chóng mặt, chịu muốn hết nổi rồi nè. Nhưng mà quan trọng hơn hết là từ nay về sau, cải xanh phải hứa với chị là không có tổ chức đua xe nữa nghe chưa. Phải học như Lan Tục Đoạn nè, phải trao dồi kiến thức cho mình, vừa đẹp là vừa có ích cho xã hội nữa. Nhưng bạn ấy đứng đầu nhóm đua xe của tụi con đó. Đuổi theo bạn ấy mà con bị tai nạn vậy nè. Thiệt luôn hả Lan Tục Đoạn? Tại bạn ấy nói bạn ấy là gì đó, tiên, thạch tiên đào gì đó. Tiên nên hỏng ai đuổi kịp luôn.